Chuyên cơ chính của Tổng thống Nga được sử dụng từ năm 1996 là máy bay 4 động cơ IL-96-300PU, một phiên bản sửa đổi và nâng cấp sâu của máy bay chở khách IL-96. PU ở đây có nghĩa là đài chỉ huy, được sơn màu truyền thống của hãng hàng không Rossiya với cờ Liên bang Nga. IL-96 được tạo ra trên cơ sở IL-86, là sự phát triển đỉnh cao của ngành công nghiệp máy bay dân dụng của Nga và có thể trở thành đối thủ xứng tầm với các hệ thống cùng loại của Boeing và Airbus. Trong các cuộc thử nghiệm, IL-96 đã thực hiện một chuyến bay thẳng Moscow, Petropavlovska, Kamchatsky, Moscow với quãng đường 14.800 km trong 18 tiếng 9 phút. IL-96 được trang bị 4 động cơ so với 2 động cơ của nước ngoài và khi 2 động cơ bị hỏng, nó vẫn có thể bay lên, xuống. Với một động cơ, máy bay có thể bay tới 800 km và hạ cánh an toàn. Máy bay đã vận hành thành công trên các chuyến bay nước ngoài đến Singapore, New York, Tokyo, Havana và một số thành phố khác. Đến năm 2017, phi đội bay đặc biệt Rossiya phục vụ nguyên thủ Nga bao gồm 9 chiếc IL-96-300 với nhiều biến thể khác nhau và 2 trực thăng. Thông thường, Tổng thống Nga sử dụng chiếc IL-96-300PU mang số hiệu R-96016 cho các chuyến công tác, tham gia các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn và các cuộc gặp chính thức. Tuy nhiên, Tổng thống Putin có thể sử dụng Tu-154M, Tu-134, IL-62M và IAC-40. Khi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, Tổng thống Nga được tháp tùng bởi một chiếc máy bay dự phòng. Trong trường hợp khẩn cấp, Tổng thống Nga sẽ đổi sang chiếc khác và đến đích một cách an toàn. Ngoài ra, Tổng thống Nga thường xuyên đổi sang các máy bay khác tùy đặc thù của sân bay và tình hình tại địa điểm đến để đảm bảo an ninh kép. Mẫu IL-96-300 trở thành mẫu nguyên bản cho chuyên cơ số 1, có sải cánh 60,1m, dài 55,35m, cao 17,57m, đường kính thân 6,08m, trọng lượng cất cánh 250 tấn, thể tích 350 mét khối và có khả năng đạt tốc độ vượt quá 900 km/h. Phạm vi bay thẳng vượt quá 9.000 km, nhưng đây là chỉ số của các mẫu sản xuất. Chuyên cơ của Tổng thống Nga có thể bay được bao lâu trên không là thông tin mật, không được công bố. Một sự khác biệt quan trọng so với chuyên cơ số 1 trước đó và phiên bản cơ bản là sự hiện diện của các bậc thang thấp hơn, cho phép nhà lãnh đạo Nga xuống máy bay ngay cả khi không có dịch vụ sân bay. Bên trong chuyên cơ số 1 có phòng tập thể dục, phòng nghỉ, căng tin, quầy bar, phòng tắm, nhà bếp lớn và một số văn phòng riêng biệt, một đơn vị y tế để hồi sức và cấp cứu. Hầu hết nội thất được sử dụng tông màu sáng, ở một số nơi sử dụng 3 màu, tương ứng với màu của quốc kỳ Nga. Nhiều chi tiết được trang trí bằng vàng. Vấn đề an toàn của IL-96 được đảm bảo cả từ trên không và mặt đất. Ở trên không, phi cơ của Tổng thống Nga được hộ tống bởi các phi công dày dặn kinh nghiệm của một lực lượng yểm trợ đặc biệt. Ngoài ra có khá nhiều nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trên mặt đất, chịu trách nhiệm vận hành một số thiết bị phòng không, kiểm soát thời điểm cất cánh và hạ cánh. Chuyến bay cũng có thể được bảo mật. Tọa độ, tuyến đường và điểm đến của máy bay chỉ được thông báo cho một nhóm nhỏ. Thông tin sai một cách có chủ ý về việc di chuyển của Tổng thống có thể được áp dụng khi cần thiết. Khi nhận được lệnh chuẩn bị máy bay cho Tổng thống công du, các lực lượng chức năng bắt đầu xử lý 4 máy bay cùng một lúc. Thông tin chính xác về chuyên cơ được chọn sẽ không được thông báo cho bất kỳ ai cho đến khi nguyên thủ quốc gia hạ cánh. Tới nơi, Tổng thống Nga lên một trong những chiếc máy bay đã chuẩn bị sẵn, trong đó có chiếc đã chọn sẽ cất cánh. Đôi khi có thể sử dụng 3 hoặc 4 máy bay dự phòng để tăng độ an toàn. Phương pháp này được sử dụng khi mối đe dọa về các hành động khủng bố hoặc hành động quân sự gia tăng. Chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hộ tống, có thể là Su-35 hoặc Su-57, di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đồng thời các hệ thống radar trên mặt đất chủ động theo dõi vùng trời để phát hiện sự hiện diện của các máy bay khác. Hệ thống phòng không được đặt trong tình trạng báo động để tấn công ngay kẻ xâm nhập và kẻ thù tiềm tàng. Máy bay của nguyên thủ Nga được trang bị một loạt các biện pháp an ninh bổ sung. Máy bay của Tổng thống Nga có thiết bị phòng không riêng bằng cách phóng tên lửa vô hiệu hóa tên lửa của kẻ tấn công. Nhiều chuyên gia hàng không quân sự nhận định IL-96 cũng được trang bị tổ hợp President S, được thiết kế để bảo vệ riêng cho máy bay khỏi bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa phòng không. Tổ hợp này phát hiện các vụ phóng tên lửa và kích hoạt hệ thống gây nhiễu thụ động và chủ động trên các băng tần hồng ngoại và vô tuyến. Máy bay của Tổng thống Nga không chỉ được bảo vệ một cách đáng tin cậy trước mọi loại mối đe dọa, mà còn phải là một phiên bản di động của văn phòng. Tổng thống Nga có mọi thứ trong tầm tay để điều hành đất nước, máy tính và thiết bị văn phòng, hệ thống liên lạc vệ tinh, các kênh liên lạc đặc biệt, giao tiếp có thể được thiết lập với bất kỳ đối tượng nào trên trái đất, có thể truyền đi các thông điệp được mã hóa đặc biệt từ bất kỳ độ cao nào đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.